Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ứng dụng hình nền đồng bả cá coi. Nói về hình nền đồng bả cá coi thì chắc các bạn xài Android, các bạn nào cũng biết hết. Nhưng mà đa số các bạn lên CH Play các bạn tải về. Thì trên cửa hàng CH Play thì có rất nhiều cái hình đồng cá coi này, nhưng đa số là chưa có bản quyền nên hay chèn quảng cáo vào, nên nó hay chạy ngầm cái quảng cáo, nó sẽ hao pin hơn và cái tùy chỉnh của nó rất là ít, tùy chỉnh của cái hình nền động cá coi á. Tiện thể hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ứng dụng này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phiên bản này là đã được có bản quyền nha các bạn, nên cái tùy chỉnh rất là nhiều. Mình sẽ để cái la tải ở dưới phần comment của cái video này nha các bạn. Các bạn nào muốn tải thì xuống phần comment có cái like mình để sẵn dưới đó, các bạn vào các bạn tải về. Là mình chia sẻ với các bạn là file APK là cài từ bên ngoài vào chứ không phải là trên cửa hàng nha các bạn. Nếu các bạn đã chưa cài lần nào thì các bạn phải bật cái tính năng là không rõ nguồn gốc á, thì các bạn phải bật cái đó lên thì nó mới cài được. Đây là mình đã tải về và mình đã cài đặt. Các bạn tải file về, các bạn ấn cài đặt bình thường. Cài xong thì nó sẽ có cái biểu tượng này nha các bạn. Đây, có biểu tượng này. Rồi các bạn vào cái biểu tượng này. Các bạn ấn nút trở về cái là nó sẽ hiện ra cái chữ thoát, setting và access. Các bạn ấn vào chữ setting để cài đặt. Đây là cái dòng đầu tiên là cái điều chỉnh cá. Tại vì cái phiên bản này nó đã có bản quyền mở khóa rồi các bạn, cho nên nó tùy chỉnh rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ được cho chỉnh chỉnh cá. Chứ nếu các bạn tải trên CH Play thì nó chưa có bản quyền, các bạn không được cái quyền chỉnh cá. Cái được có mấy con à, còn cái này có vô đây các bạn sẽ có rất là nhiều cá. Đó. Các bạn sẽ tùy chỉnh, thí dụ các bạn muốn chỉnh con cá số 1 này. Đó, các bạn bấm vào thì các bạn sẽ kéo qua con cá màu gì, các bạn thích con cá màu gì các bạn chọn. Rồi ở dưới là lớn nhỏ, thì bạn thích cá lớn hoặc nhỏ hoặc màu gì là tùy bạn. Khi chỉnh xong các bạn ấn vô chữ OK là nó sẽ cho bạn cái con cá như ý thích của bạn. Ở đây mình đã chỉnh rồi. Rồi, cái thứ hai là cái hình nền. Khi các bạn tải cái phiên bản mà đã có bản quyền rồi thì cái hình nền nó rất là nhiều, các bạn vào nó rất là nhiều cái hình nền cho bạn lựa chọn. Đó là cái hình nền. Ngoài ra các bạn cũng có thể tải cái hình nền theo hình nền của mình đưa vào. Đó là các bạn lít vào cái ô này, các bạn lít vào đây. Rồi các bạn ấn vào đây là các bạn sẽ chọn cái hình nền của mình đưa vào. Đó, nó sẽ đưa đến cái thư viện. Các bạn sẽ lấy cái hình nền của mình đưa vào tùy thích. Còn nếu bạn muốn lấy mặc định ở trên thì các bạn bỏ cái dấu lít này đi. Tiếp theo là các bạn có thể chỉnh được cái lá của bông sen. Ví dụ giờ bạn muốn cái lá bông sen nó bự hay nhỏ, đó, bạn bấm vô thì bạn sẽ chỉnh được cái lá bự hay nhỏ. Đó, bạn muốn cái lá bông sen nó nhỏ cũng được, lá bông sen nó bự cũng được, đó tùy thích của bạn. Rồi tiếp theo là các bạn có thể chỉnh được cái bông sen. Đó, các bạn bấm vào đây. Đó, nó cũng chỉnh được cái bông lớn, bông nhỏ tùy thích. Tiếp theo nữa là các bạn có thể chỉnh được mưa, các cá thể bạn sẽ bấm vào đây có thể là mưa mưa lăn tăn rớt xuống cái hồ nước á, cũng rất là đẹp. Đó là tùy theo bạn muốn mưa nhỏ hay mưa lớn thì các bạn sẽ chỉnh cái thanh này tùy thích của các bạn. Đó, rồi. Với ứng dụng này mình chỉ sử dụng từ đây ngược lên thôi, còn các bạn nào muốn chỉnh sửa gì nữa thì tùy các bạn nha. Nó đã có bản quyền, nó đã được rắc rồi, thành ra nó tùy chỉnh rất là nhiều. Mà mình sử dụng này thì mình thấy nó cũng không có hao pin mấy, cũng rất là ổn định. Các bạn nào có hứng thú thì cài đặt xài thử nha. Cảm ơn các bạn.